Em xin chào các bạn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần cuối cùng, cái nội dung cuối cùng trong cái module xử lý văn bản nâng cao. Nội dung này có tên là trộn văn bản, phần 5 trộn văn bản, meo link đó các bạn. Cái kiến thức trong phần này là chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về meo max, là một công cụ cho phép chúng ta tạo ra nhiều lá thư, nhãn, phong bì, thẻ tên và nhiều thư khác bằng cách sử dụng thông tin được lưu trữ trong danh sách list hoặc là bảng tính Excel hoặc là cơ sở dữ liệu Excel. Khi thực hiện cái tính năng trộn văn bản này thì chúng ta sẽ cần một cái tài liệu Word và một cái danh sách thường được lưu trong file Excel. Đó, thì chúng ta phải có danh sách lưu trong file Excel, thường là Excel các bạn nhé. Đó, công cụ này thường được sử dụng khi chúng ta muốn tạo ra nhiều lá thư nhãn khác nhau cho từng cá nhân trong file danh sách. Đó, được chưa? Đây là 6 bước cơ bản để tạo nên một bước trộn thư. Thì meo max hay là trộn thư hay là trộn văn bản thì đều là cái gọi khác nhau của cái công cụ này thôi. Nên giờ chúng ta đọc cái định nghĩa này có thể chúng ta hơi khó hiểu một chút. Nhưng hôm nay chúng ta hãy hình dung nó đơn giản như sau nhé. Ví dụ như ở hướng dẫn học số 1 này. Bây giờ chúng ta hình dung này. Để tạo thư mời cho nhân viên công ty, cái nội dung thì giống nhau, chỉ có tên nhân viên là khác thôi. Do vậy là chúng ta không thể ngồi chúng ta tạo một loạt các bức thư giống nhau được. Hoặc là chúng ta copy từng cái bức thư một, xong đó chúng ta đổi tên của nhân viên đi. Thì cách làm như thế nó rất là thủ công. Vậy thì có cái giải pháp nào khác không để chúng ta có thể gửi thư được đến cho tất cả nhân viên trong công ty này? Đó, mà cái việc chúng ta thiết kế cái mẫu ấy, mẫu thư ấy chỉ một lần thôi, cái ruột chỉ một lần thôi, chỉ có tên nhân viên là chúng ta sẽ tùy biến nó, đúng không ạ? Thì khi đó chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cái tính năng là trộn thư. Đó, đấy một ví dụ rất là cơ bản về tính năng trộn thư. Cái tính năng này đã được hướng dẫn ở trong cái mục hướng dẫn thư học số 1 rồi. Do vậy là các bạn có thể làm trước ở nhà, đúng không ạ? Để chúng ta hiểu rõ hơn về cái cách sử dụng cái công cụ này. Bây giờ thì tôi sẽ làm trực tiếp trên một cái ví dụ là bài tập đi, để chúng ta có thể cùng ôn tập lại cái tính năng trộn thư này nha các bạn nhé. Để tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài tập số 1. Đó. Bài tập này thì là chúng ta sẽ phải xây dựng một cái file, một cái mẫu báo dự thi, thi mốt, đúng không ạ? Đó, và sau khi chúng ta xây dựng xong cái mẫu báo dự thi này, nhiệm vụ chúng ta là phải gửi cái thông tin dự thi cho toàn bộ thí sinh đã đăng ký. Giả sử có 100 học sinh, 100 thí sinh đăng ký thi cái chứng chỉ này, đúng không ạ? Thế thì chúng ta chỉ việc thiết ký một mẫu, đúng không ạ? Còn 100 cái tên thí sinh này thì chúng ta sẽ tiến hành trộn để chèn vào trong cái mẫu báo dự thi này. Đó, ý nghĩa của việc trộn thư. Đó. Đó, làm xong rồi thì chúng ta sẽ làm sao? Sắp xếp cái giấy báo này theo thứ tự ngày thi, phòng thi và thời gian thi. Chúng ta có thể xuất ra file PDF để chúng ta đem ra ngoài hàng in, đúng không ạ? Đó, ý nghĩa của nó là như thế nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào khu vực dữ liệu mẫu. Chúng ta lấy dữ liệu mẫu của bài tập 1, phần 5. Dữ liệu mẫu đây, thực hành viết nâng cao, phần 5, bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3, bài tập 5 đây các bạn nhé. Rồi, chúng ta lên bài tập 1, bài tập 2 luôn. Rồi, chúng ta sẽ copy nó sang cái thư mục buổi 3 của ngày hôm nay. Rồi, bài tập 3 đây. Chúng ta sẽ lắp lưu 5, đúng không ạ? Đây là file Excel để lưu trữ cái danh sách của thí sinh. Đó, như vậy là để trộn thư chúng ta phải có ít nhất là hai tệp tin. Một cái tệp là cái file thiết kế mẫu, đây là mẫu dự thi, đúng không ạ? Còn đây là danh sách thí sinh, đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ mở cái file này ra. Đây là trong trường hợp mà chúng ta đang ôn tập về trộn thư. Do vậy là cái mẫu, chúng ta đánh cái file này này. Chúng ta thấy là cái mẫu giấy báo dự thi này là đã có sẵn rồi. Nhưng thực tế là khi chúng ta đi thi là cái mẫu này là chúng ta phải làm nha các bạn. Đó, chúng ta phải làm. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành trộn thư, là chúng ta điền các cái thông tin thay đổi của từng thí sinh ở đây. Đó. Bây giờ chúng ta tiến hành làm nhé. Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ di chuyển đến cái tab Mail Link, đúng không ạ? Trong khu vực này thì chúng ta sẽ tiến hành chọn cái option là trộn thư, tức là letter đây, các bạn nhìn nhé. Sau khi chúng ta trộn thư rồi, chúng ta di chuyển từ trái qua phải, chúng ta đến cái mục tiếp theo này. Chúng ta sẽ chọn nguồn, đúng không ạ? Nguồn của chúng ta là một cái nguồn có sẵn rồi, thì chúng ta chọn cái option số 2 nhé. User Assigning List này. Cho tự dưng nhạc tắt vậy nhỉ. Chúng ta bật lại nha. À,
chúng ta sẽ nói lại thế này. Bước 1 là chúng ta chọn cái hình thức trộn thư. À, chúng ta trộn thư nhé. Có rất nhiều hình thức trộn. Có thể là trộn thư này. Trong chương trình này chúng ta sẽ trộn thư này. Trộn nhãn này. Đó. Và chúng ta có thể làm ra các cái phong bì là envelope này đúng không ạ? Trộn nhãn, chúng ta phong bì đây. Chúng ta trộn thư này. Tiếp theo là chúng ta chọn danh sách thí sinh này. Danh sách thí sinh của chúng ta nằm ở đâu đây? Đây. Đây ba. Đây ba tầng 1. Đây. Danh sách đây. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy cái danh sách này nằm trong thư mục là trong một file Excel. Trong file Excel nó có nhiều sheet đó, nhưng chúng ta chọn đúng cái sheet mà chúng ta đang lấy ra danh sách thí sinh nhé. Rồi. Sau khi chúng ta chọn được rồi thì lập tức cái tính năng bên cạnh này nó làm sao nhỉ? Nó được kích hoạt. Đó, chúng ta nhìn theo. Chúng ta kích vào đây. Đó, khi chúng ta kích vào đây mà chúng ta nhìn thấy danh sách thí sinh ở trong này thì có nghĩa rằng là chúng ta đã kết nối với lại cái file danh sách đó thành công nha các bạn. Đấy. Và cái file danh sách này nó là file có cấu trúc các bạn nhé. Cái file danh sách này nó phải có cấu trúc. Cấu trúc ở đây là gì? Nó phải có hàng, có cột đúng không ạ? Cột nó phải có ý nghĩa thì chúng ta mới làm việc được đúng không ạ? Đây gọi là cột họ tên, cột ngày sinh đúng không ạ? Và dữ liệu bên dưới nó phải chuẩn chỉnh. Đó, không được lỗi các bạn, thấy chưa? Rồi nha. Nhắc lại một chỗ này luôn. Trong cái khu vực danh sách này chúng ta nó có thể rất là nhiều bản ghi. Danh sách của chúng ta hiện nay nó có 20 bản ghi tương ứng với 20 thí sinh. Mà đi thi thường các thầy cô có thể cho đến hàng trăm thí sinh. Hoặc là hàng trăm bản ghi. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tiến hành làm sao nhỉ? Xử lý để chúng ta lấy ra được cái nguồn dữ liệu khách, cái nguồn dữ liệu mà nó thỏa mãn cái điều kiện cho trước. Ví dụ như ở đây, tôi chỉ muốn gửi cái mẫu giấy báo dự thi này cho những người giới tính là nữ thôi chẳng hạn, thì tôi sẽ làm thế nào? Đúng không ạ? Thì tôi sẽ vào đây, tôi vào tính năng filter để lọc dữ liệu các bạn. Vào filter này, tôi sẽ chọn trường giới tính nha các bạn. Đó, ví dụ như vậy. Và tôi sẽ chọn cái giới tính bằng nữ. Thì đấy là cái cách chúng ta sẽ làm. Như vậy đi thi mà nếu mà chúng ta kết nối một danh sách hàng trăm bản ghi mà chúng ta xuất ra thì nó sẽ rất là nặng và làm treo của máy tính của phòng thi đó các bạn. Như thế là rất là nguy hiểm đúng không ạ? Đến cái lúc đó thì chúng ta sẽ không có cách nào đó. Chúng ta sẽ phải ngồi chờ máy tính nó hết treo rồi chúng ta mới làm tiếp được. Như thế là rất là mất thời gian nha các bạn. Rồi, trong trường hợp này người ta không yêu cầu gì cả. Ở bài tập số 1 thì chúng ta ok luôn. Sau khi chúng ta kiểm tra danh sách thì không có vấn đề gì, chúng ta ok luôn. Đúng nhỉ? Rồi. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ tiến hành là gì? Chúng ta sẽ đặt cái con trỏ vào các cái vị trí để chúng ta chèn các cái cột dữ liệu. Ví dụ đây là khu vực điền họ tên. Thì chúng ta sẽ kích vào cái phần, chúng ta bỏ qua cái tính năng này bỏ qua nha các bạn. Đến đây luôn. Chúng ta sẽ chèn các cái cột dữ liệu vào đúng khu vực. Ví dụ như họ tên thì chúng ta chèn cột họ tên vào. Đó các bạn thấy không? Chúng ta đặt con trỏ ở khu vực ngày sinh, chúng ta chèn ngày sinh vào nha các bạn. Giới tính chúng ta cũng làm như vậy. Giới tính cứ như thế cho đến hết các cái khu vực mà chúng ta cần chèn dữ liệu. Nơi sinh này, thông tin nào chúng ta cần đưa vào trong giấy báo thì chúng ta chèn ha. Số báo danh, thí sinh đến phòng thi số bao nhiêu. Được không ạ? Rồi, vào lúc này, thời gian này, ngày thi này. Chúng ta nhớ là cách nó ra để nhìn cho nó đẹp nha các bạn. Đó. Như vậy sau khi làm xong, chèn xong các trường dữ liệu rồi thì chúng ta di chuyển sang cái tính năng preview result, đấy, tính năng xem trước kết quả đúng không ạ? Chúng ta sẽ click vào đây đó thì các bạn thấy là kết quả nó đã hiện lên rồi. Đây là bạn Bùi Thiện Chí ở bản ghi số 3. Chúng ta di chuyển về bản ghi số 1 xem nào, là bạn Trần Vân Anh này. Bản ghi số 2 là Đỗ Tuấn Cường này. Bản ghi số 3 là Bùi Thiện Chí này. Bản ghi cuối cùng là Trần Thị Thu. Đó, không có vấn đề gì đúng không bạn? 20 bản ghi đó. Như vậy là xong, chúng ta thiết kế xong cái phần trộn thư. Sau đây thì sau khi kết thúc xong thì chúng ta sẽ kích vào cái tính năng Finish. Đó, Finish. Chúng ta sẽ chọn cái Edit Individual Performance này đúng không ạ? Individual. Đấy, ở đây chúng ta chọn All để nó xuất ra tất cả các cái bản ghi của chúng ta. Như chúng ta hình dung trước ở đây là chúng ta có 20 bản ghi thì nó sẽ xuất ra cho chúng ta là 20 cái giấy báo dự thi nha các bạn. Rồi. Đấy. Đi thi thì nó có thể hàng trăm bản ghi mà chúng ta ngồi xuất ra 100 cái giấy báo dự thi thì chắc chắn nó sẽ treo nhé. Máy mà ở trên nhà thường mà nó chậm thì nó sẽ bị treo nha các bạn. Đó. Rồi, thế đây là xong rồi này các bạn. Đó, được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ người ta sẽ yêu cầu chúng ta lưu cái này thành một cái file là giấy báo dự thi hoàn thiện, file PDF. Thì chúng ta sẽ đánh vào file, chúng ta chọn export đúng không ạ? Chúng ta sẽ click PDF ở đây. Và chúng ta lưu ở trong đúng cái thư mục của buổi 3 này, bài tập 1 này. Chúng ta đặt tên ở đây là giấy báo dự thi hoàn thiện đúng không? File PDF các bạn.
sáng xưa chúng ta tắt này đi ha. CR lại. Và cái file thiết kế này chúng ta cũng đặt tên là dự báo dự thi. Có đúng không nhỉ? Đây cột số 1 chúng ta yêu cầu chúng ta lưu thành dự báo dự thi và dự báo hoàn thiện. Chúng ta sửa tên cho đúng. Đó. Đây là file thiết kế này. File thiết kế chúng ta này. Đây là file thiết kế nha các bạn. À. Bây giờ chúng ta đánh cái file này rồi. Cái đó hoàn thiện này, kết quả của chúng ta này, nó xuất ra PDF này, đúng không ạ? Đây là cái file thiết kế chúng ta này, file này, cái gốc đây. Rồi, sau đó chúng ta có thể di chuyển sang BT số 2 để chúng ta làm. Bài tập số 2 người ta yêu cầu là gì ạ? Bài tập số 2 thì bây giờ người ta đã đưa vào đây một số những cái điều kiện nhất định rồi, chứ không có chuyện là chúng ta kết nối đến một cái danh sách hàng nghìn, hàng trăm, hàng nghìn bảng ghi mà chúng ta xuất ra hết đâu, đúng không? Chúng ta tiếp tục làm thôi. Đó, trước khi làm chúng ta... là việc cho nó hiệu quả. Nè, bài tập số 2 người ta cũng đã cung cấp sẵn cho chúng ta một cái file này rồi, đúng không ạ? Thì nó cũng tương tự như bài lúc nãy thôi. Chỉ có điều là đây là người ta sẽ đưa thêm một số những cái điều kiện khác nữa, chứ không các bạn. Đây, chúng ta mở cái phần này ra. Đây, chúng ta xem cái phần này. Bài tập số 2 đúng không ạ? Đấy, lần này yêu cầu là ngữ này, có quê ở Hà Nội, tức là có hai điều kiện đúng không ạ? Và sắp xếp nữa, thêm một điều kiện nữa là sắp xếp theo phòng thi, đấy, ưu tiên. Đấy, phòng thi bé này, sắp xếp theo thứ tự phòng thi này, đúng không ạ? Lưu thành dự báo hoàn thiện 1, đúng không? Sau đó thì chúng tiếp tục là xuất ra một lần nữa, nhưng mà lần này kết quả là dự báo hoàn thiện 2 đối với các thí sinh thi ngày 24 tháng 7 nha các bạn. Và tại phòng máy là mùng 1 nhà 7, đó, cũng hai điều kiện, đấy, vào lúc 7:30 nữa, tức là ba điều kiện đó các bạn. Đúng không nhỉ? Rồi, tiếp theo là toàn bộ thí sinh lớn hơn có số dự đến vòng 10 đó là một điều kiện nữa. Như vậy là với một cái file gốc thôi và một cái danh sách thôi, chúng ta đã xuất ra được 3 trường hợp. Đó, thì sau này khi chúng ta làm việc tùy vào điều kiện, tùy vào yêu cầu thì chúng ta sẽ xuất ra các cái thư nó khác nhau, phù hợp với từng hoàn cảnh nữa các bạn. Bây giờ với bài tập số 2 này chúng ta sẽ làm thử như sau này. Đó, bài tập số 2 nha. Ta mở cái này ra. Giống như bài tập 1 thôi. Thì bài tập số 2 chúng ta cũng đã có một cái dự báo dự thi đã được thiết kế hoàn chỉnh rồi. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chèn dữ liệu vào và lọc theo yêu cầu. Đúng không ạ? Chúng ta làm như bình thường, vào mailing, chọn chế độ là chọn thư là letter này. Sau đó chọn danh sách nguồn này. Đúng không ạ? Chúng ta đến đúng thư mục BT2. Và danh sách nguồn chúng ta đây. Đây là cái danh sách đấy. Chúng ta kiểm tra xem đã kết nối thành công chưa. 20 bạn đúng không ạ? Cái yêu cầu lọc thứ nhất, người ta yêu cầu chúng ta lấy ra cái danh sách là nữ quê ở Hà Nội. Ha? Quê ở Hà Nội. Chúng ta sẽ kiểm tra xem danh sách này. Chữ Hà Nội là viết, chữ nữ là viết kiểu viết thường, chữ cái đầu viết hoa, Hà Nội cũng vậy. Chúng ta chọn cho nó đúng. Filter này, giới tính này. Chúng ta chọn cái phép so sánh là phép so sánh bằng nhé, equal nhé. Đó, ở đây có rất nhiều phép so sánh. Đó, chúng ta chỉ cần nắm được một số cái cơ bản thôi. Equal là bằng, not equal là không bằng này. Less than là nhỏ hơn, greater than là lớn hơn này các bạn. Less than or equal tức là nhỏ hơn hoặc bằng. Greater than or equal là lớn hơn hoặc bằng nhé các bạn. Is blank là trống này, is not blank là không trống này. Contain là chứa dữ liệu này, còn does contain là không chứa dữ liệu này, đúng không ạ? Đó, còn trong trường hợp này là giới tính bằng nữ này thì chúng ta điền vào đây. Tiếp theo là gì ạ? Quê ở Hà Nội đúng không? Rồi quê quán tức là chính là gì đây nhỉ? Nơi sinh ở Hà Nội ha. Rồi thế có người ta sẽ biết là Hà Nội, có người ta biết là thành phố Hà Nội, có người ta lại biết là tỉnh Hà Nội đúng không? Thế do vậy là trong trường hợp này chúng ta mà so sánh chính xác và so sánh bằng là không được, chúng ta nên chọn phương án cuối cùng là contain, tức là nó sẽ có chứa cái nội dung là Hà Nội đúng không? Chứa nội dung Hà Nội là được rồi. Thế ok nha các bạn. Như vậy là chúng ta có hai trường hợp. Giới tính nữ của quê ở Hà Nội nha các bạn.
làm sai dữ liệu này, dữ liệu thắng nữ này, đó. Trong trường hợp này, chúng ta cứ làm theo đúng những nguyên tắc dữ liệu người ta cung cấp cho mình để nguyên nhé, mình tôn trọng. Ok. Giờ cuối cùng bắt đầu mình sẽ điền vào đây các cái trường thông tin, họ tên nha các bạn, đó, ngày sinh, và giới tính ha, ngày sinh giới tính. Thì tôi xin phép là chỉ điền đến ba thông tin này thôi nhé, và các bạn sẽ tiếp tục điền nốt các thông tin còn lại. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành test luôn, tôi sẽ check luôn, tôi tiếp tục có review này, à, đơn thông tin rồi. Ở đây chúng ta chỉ có hai bản ghi thôi, đúng không? Rồi với hai bản ghi này thì chúng ta sẽ xuất ra, đó, chúng ta sẽ xuất ra, tất nhiên là ôn rồi đúng không nhỉ? Và lần này người ta sẽ yêu cầu chúng ta lưu là gì ạ? Người ta sẽ yêu cầu chúng ta là lưu là giấy báo hoàn thiện một, đó đúng không nhỉ? Giấy báo hoàn thiện một. Đó, cái file này là file letter nha các bạn, mình sẽ lưu luôn cái file kết quả này vào, mình sẽ lưu nó vào, mình sẽ lưu nó vào nha các bạn, file này, mình tiến hành lưu luôn, server này, mình lưu luôn trong cái thư mục buổi 3, bài tập 2, giấy báo hoàn thiện 1 nha các bạn, rồi, ok, rồi mình đánh cái này file này vào, rồi, và mình mình chỉ đóng cái file dưới đó chuyện mới thôi, và cái file này mình vẫn giữ lại, mình tiếp tục mình làm cái yêu cầu số 2 của họ. Lần này người ta yêu cầu chúng ta là gì ạ? Người ta yêu cầu chúng ta từ động vật nhỏ nhạt nha các bạn, cho nó hết nhạt rồi. Đây, chúng ta quay lại cái khu vực này. Rồi chúng ta đã có một cái file đó hoàn thiện một rồi đúng không? Rồi chúng ta tiếp tục thiết kế tiếp yêu cầu số 2 của họ là gì? Yêu cầu số 2 là toàn bộ thí sinh khi ngày 24 tháng 7. Rồi, tại phòng chúng ta sẽ làm yêu cầu số 2 này nhé. Rồi, chúng ta sẽ kích vào cái phần edit này, chúng ta sửa nha các bạn. Rồi, thế thì chúng ta phải kết nối lại. Chúng ta phải refresh lại để chúng ta lấy được cái dạng cái dữ liệu đầu tiên đã, 20 người đúng không? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành lọc lại các bạn. Nào, thí sinh thi ngày, ngày thi ở đây, ngày thi đâu các bạn? Bây giờ ngày thi rồi, 24. Bây giờ ngày thi là gì? Ở đây ngày thi người ta viết theo dạng là tháng ngày năm, thì chúng ta phải lưu ý nhé. Đây, yêu cầu người ta là gì? 24 tháng 7 năm 2017. 24 tháng 7. Cái này toàn đến 24 tháng 5. Có lẽ là dữ liệu người ta cung cấp cho mình nó bị sai. Thế do vậy trong này tôi xin phép là nhắc các bạn là chỗ này chúng ta sẽ sửa lại cái đề, không phải 24 tháng 7 nha các bạn, là 24 tháng 5 nhé. Đấy, chúng ta sẽ làm cho là 24 tháng 5 thì nó có dữ liệu để chúng ta demo chứ. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ chọn filter này, cái ngày thi này. Đấy, thi này bằng 24 tháng 5 này, chúng ta viết số 5 trước này, số chéo 24 này. Chéo 2017 này, được chưa? Rồi, tại phòng máy 1 nhà 7, phòng máy 1 nhà 7 nha các bạn. Phòng máy 1 nhà 7 người ta viết theo cái kiểu như thế này thì chúng ta phải chọn cho đúng này. Đây là cái phòng thi này. BM1 gạch ngang A7, chúng ta phải căn cứ vào cái dữ liệu người ta cung cấp để chúng ta đặt cái điều kiện cho nó chuẩn nhé. Chứ chúng ta viết cụ thể là theo kiểu đánh vần phòng máy 1 A7 ở đây nó không có hiểu nha các bạn. Rồi, tiếp theo yêu cầu số 3 là gì? Và lúc 7:30, ok. Tức là thời gian đấy, 7:30 người ta viết như thế này thì mình cũng làm cho đúng này. Thời gian này equal luôn. 7:30 mình viết giống. Ok, à, như vậy là có một bạn Trần Văn Anh. À, như vậy là với ba cái tiêu chí sắp xếp như thế thì chúng ta chỉ có một. Như vậy là cái tiêu chí cuối cùng của họ là gì? Yêu cầu cuối cùng của họ là sắp xếp theo phòng thi nữa. Không phải. Rồi. Cái trên mới là sắp xếp cho phòng thi thì mình làm thiếu các bạn. Mình làm thiếu cái bước này thì chỗ này là cái chỗ short nhé. Mình sẽ nhắc lại ở đây. Đây này, ở cái báo số 1 thì chúng ta còn thiếu cái short này. Có hai bạn, lúc này có hai bạn chúng ta vào đây short cho phòng thi nữa. Nha các bạn. Cái này là làm ở cái giấy báo hoàn thiện 1, cái này thì không cần. Đấy. Thì tôi nhắc lại, lúc này chúng ta thiếu cái nội dung này. À. Rồi ok đã. Với cái điều kiện số 2 này chúng ta chỉ có một bạn thỏa mãn thôi. Chọn finish. Rồi chúng ta xuất nó ra và chúng ta sẽ tiến hành lưu.
Thành giấy báo hoàn thiện 2. Chúng ta sửa thành số 2. Chúng ta chọn bên trên để kéo cho rõ lại. Đấy. Rồi, giấy báo hoàn thiện 2. Rồi, chúng ta tắt cái giấy báo hoàn thiện 2 thôi. Còn cái này chúng ta vẫn giữ lại nhé. Để chúng ta làm tiếp cái yêu cầu số 3. Câu số 3 của họ là gì thì chúng ta cũng phải tiến hành refresh lại cái bảng này đã. Đúng không nhỉ? À, như vậy. Sao không được nhỉ? À, chúng ta phải bỏ cái này đi, clear này đi đã, cái mất chữ clear và chúng ta lấy lại 20 người để đang để chúng ta thực hiện tiếp yêu cầu tiếp theo nhé. Yêu cầu tiếp theo thì rất đơn giản thôi. Toàn bộ các thí sinh có số thứ tự là lớn hơn bằng 10. Chúng ta quay lại đây nào. Chúng ta lại filter này. Có số thứ tự lớn hơn 10. Cái điều kiện này hơi vớ vẩn rồi. Correct thời gian lớn hơn bằng là correct thời gian or equal 10. Đặt điểm đây, không đúng lại, không được điểm nha. Giờ như vậy là sẽ có 10 bạn đúng không? Đấy, thế thôi, vẫn như lúc nãy. Đấy, chúng ta sẽ thể kiểm tra này, đúng không ạ? Chỉ cần đến tối đa là 10. Đúng không? Một cho đến 11 là 10, đúng không nhỉ? Sao lại có một lớn hơn 10 sẽ có 11 người, nhưng một đồng chí quả nói chúng ta sẽ tiến hành lọc luôn, chúng ta sẽ xuất thành giấy báo hoàn thiện số 3, rất là đơn giản. Và 11 người đấy nha các bạn, 11 người đấy, chúng ta sẽ đi nó lại, ta có nhìn quan sát được 11 người đúng không, zoom lại nhìn có rõ này, đó, chúng ta sẽ đi lại, đi lại. Giấy báo hoàn thiện số 3. Đấy, giấy báo hoàn thiện số 3. Như vậy chúng ta đã làm xong cái bài tập số 2. Đúng không nhỉ? Bài tập số 4 thì cũng tương tự như vậy thôi. Chỉ có điều là chúng ta sẽ phải ngồi thiết kế lại cái nội dung này sao cho nó từ đầu. Để trong bài tập số 4 chúng ta yêu cầu chúng ta phải tạo giấy mời họp theo mẫu. Đấy. Thế thì cái bài tập mẫu này. Đó, bài tập 4 này chúng ta phải thiết kế lại từ đầu thôi. Thì chúng ta phải ôn lại phần tab nhé các bạn. Để làm được cái giấy mời phụ huynh này. Thì tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Hướng dẫn các bạn luôn. Thiết kế nhanh cái bài tập số 4 nha các bạn. Chúng ta xếp lại. Rồi. Đặt nó xuống trong bài tập 3 chúng ta bỏ qua. Bài tập 4 nhé. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ tạo cái mẫu này. Đúng không? Tạo như thế nào cho nhanh nha các bạn. Lập danh sách 10 học sinh của 3 lớp. Gồm thông tin họ tên cha mẹ, họ tên học sinh lớp, ngày họp, địa điểm họp. Thì cái này chúng ta sẽ tự lập nhé. Đó, cái này chúng ta sẽ tự lập nhé. Rồi, sau đó tạo giấy mời cho những học sinh này trong danh sách, sắp xếp giấy mời theo lớp. Lưu file chứa giấy mời là giấy mời hoàn thiện. Công tác thì cái kia cả. Có điều là cái lần này là cái dữ liệu này là chúng ta phải tự chuẩn bị. Đúng không ạ? Chuẩn bị từ A đến Z. Đây là một cái bài rất giống một dạng đi thi nha các bạn. Bài tập 4 là cực kỳ giống luôn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm. Chúng ta sẽ mở cái thư mục này ra. Chúng ta quay lại cái dữ liệu mẫu xem là BT4 chúng ta không cho mình phải tự làm hết từ đầu. Rồi, ok. Mình sẽ làm hết từ đầu luôn. BT4 nha. Sẽ là thư mục BT4 nha. Rồi. Vào bên trong này. Mình sẽ tạo ra một cái file gọi là file gì nhỉ? Giấy mời phụ huynh đúng không? Đây là giấy mời. Mình sẽ thiết kế cái giấy mời thật nhanh nhé. Thứ nhất là cái phần phòng giáo dục và đào tạo này, rồi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này. Mình sẽ sử dụng kỹ thuật là bảng nhé. Làm cho nhanh.
mình sẽ dùng bản. Người ta không yêu cầu chúng ta căn chỉnh khổ giấy rồi thì thôi này, chúng ta đang tập trung làm cái phần chuẩn thư phòng giáo dục và đào tạo trường nhé các bạn, và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Lập ta xong rồi chúng ta làm như thế này, tôi hướng dẫn lại các bạn cái cách làm luôn. Bên dưới này là giấy mời phụ huynh này, chúng ta enter dấu dòng. Zoom to lên viết cho nó, các bạn nhìn quan sát cho nó dễ. Chúng ta chuyển được phông chữ truyền thống là tham lưu ra mong hôm sau 14 thôi nha các bạn. Cho chúng ta lên viết để các bạn nhìn này. Giờ cho cái này ra giữa đi à, tạm thời thế đã. Giấy mời phụ huynh này, bên dưới này là trân trọng kính mời ông bà. Phần này thì lát nữa các bạn xem video thì các bạn thử tua đi được nhé. Cái này chúng ta dùng dùng tab, các bạn có nhớ không? Chúng ta sẽ đặt kỹ thuật dùng tab này, chúng ta đặt con trỏ lên trên cái số 15 này để phát sinh một cái tab này, đúng không ạ? Bình thường khi chúng ta phát sinh ra cái tab thì nó sẽ có cái móc màu đen ở đây. Nó đang lỗi rồi. Chúng ta bật tắt cái ruler này lên. Rồi, đã các bạn thấy cái móc chưa? Rồi, chúng ta sẽ sửa cái móc này. Chúng ta sẽ kích đúp vào cái móc này nha các bạn. Đấy, ta sửa nó thành cửa số 2. Ok. Đấy, được chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo là chúng ta học cái gì nhỉ? Phụ huynh em. Ít khi là người ta yêu cầu chúng ta dùng tab ấy. Dòng dưới này nó có 2 tab các bạn ạ. Rồi, mình sẽ phát sinh một cái tab ở giữa giữa lưng chừng, nó khoảng là số 11 đi, đúng không? Chẳng thức sao cái máy này. Viết tiếp cái máy này. Sao không có nhạc các bạn nhỉ? Rồi. Rồi. Mẫu đi rồi. Chúng ta dùng một kỹ thuật là dùng thước thôi. Đó, được rồi. Đó. Tôi tap lần thứ nhất là đến vị trí số 11 này. Tôi sẽ sửa cái vị trí số 11. Kiểu số 2. Set. Ok. Đúng không ạ? Học lớp. Ô này hơi bé thì tôi sẽ kéo thằng 11 này về số 10 đi để có đủ diện tích cho người ta điền cái chữ học lớp. Rồi tiếp theo là cái gì nhỉ? Đúng vào lúc ngày tháng năm, 3 chấm thôi nhá, chứ không dùng tab đâu nhá, chỗ này chỉ cần 3 chấm thôi, 5 chấm đi. Tháng năm 1, 2, 3, 4, 5. Đó, ví dụ như thế nha các bạn. Đấy, enter xuống dòng. Rồi, enter xuống dòng để sao? Để mình lấy được cái sao chép được hai cái tab dòng trên đó. Rồi mình kéo cái thằng số 10 này về vị trí số 9. Rồi, tháng 5 người ta còn viết chứ đúng không? Rồi, đặt con trỏ trên cái dòng này, mình sẽ kéo cái thước, cái móc số 9 và số 10 này, nó lôi cái này về nha các bạn. Rồi, tiếp theo là đến tại văn phòng trường. Đến tại văn phòng trường, nhớ là tab thì chúng ta làm theo kiểu là vừa soạn thảo vừa định dạng nha các bạn. Đấy, đến trường thì mình tab nó mới đến vị trí số 9 này thôi, mình bỏ qua số 9 mình tab luôn đến vị trí số 15 được nha các bạn. Thì bắt đầu từ đây là chúng ta không dùng tab 9 nữa mà chúng ta dùng tab 15 thôi, thì chúng ta xóa tab 9 đi, chúng ta kéo cái móc này xuống bên dưới đó là nó xóa. Bắt đầu chúng ta soạn thảo tiếp này để thông báo tình hình học tập. Các bạn viết tiếp nhé. Phần này tôi sẽ chấm ở đây. Để thông báo tình hình học tập của em học sinh trong năm học. Thì đó, rồi. Rất mong quý phụ huynh được thông giờ. Rồi, phần
mà tí nữa các bạn sẽ biết tiếp nha. Xin trân trọng cảm ơn. Rồi tiếp theo đến cái phần dưới cùng này là phần chữ ký, thì chúng ta cũng sử dụng kỹ thuật dùng bảng thôi. Chúng ta sẽ insert vào đây, chúng ta chèn lên một cái bảng này có hai ô. Bên này là gì? Là tháng năm đúng không ạ? Này, 1, 2, 3, 4, 5 tháng, 1, 2, 3, 4, 5 đó đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5 đó, để chúng ta viết. Chắc có thể trang này rộng một chút. Anh chơi tính dòng này, giáo viên chủ nhiệm này. Đấy, như vậy là chúng ta đã thiết kế nhanh xong cái mẫu thư. Bây giờ chúng ta chỉ việc làm sao nhỉ? Cho cái tiền của cái bảng này nó mất đi là xong, đúng không các bạn? Cho ra giữa này, bôi đậm này. Cho ra giữa này các bạn, bôi đậm nhá. Đó. Rồi, chúng ta cũng sẽ tiến hành làm sao nhỉ? Đó, bỏ cái đường viền đi, kích vào đây. Bỏ no border đi được chưa? Đó. Kích vào đây, chúng ta cũng bỏ cái no border đi. Đấy, như vậy là chúng ta thiết kế xong rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của giờ chúng ta trộn thư thôi là xong. Các bạn ạ, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam viết hoa này. À, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam viết hoa này. Vô cái này. Ok. Viết hoa. Cái này xong đi chán một tí. Cho chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó lên dần. Đúng xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải lập danh sách. Bây giờ chúng ta phải quay lại đây. Chúng ta sẽ có file danh sách đúng không ạ? File danh sách của chúng ta là file Excel các bạn ạ. Thế thì bây giờ mà ngồi lập lại cái này thì lâu lắm, thì tôi sẽ xin phép sử dụng cái file của BT2 đúng không? Tôi sẽ lấy cái dữ liệu bên này sang đúng không ạ? Tôi sẽ lấy dữ liệu bên này sang. Tôi sẽ lấy dữ liệu bên này sang. BT4 tôi sẽ đang đây để tôi dùng. Rồi tôi sẽ sửa thành file danh sách. Thì bạn nào mà có phần mềm Excel ở nhà thì chúng ta mở lên chúng ta sửa nha các bạn. Để cái file dữ liệu này thì tôi sẽ tận dụng được cái cột họ tên. Đó. Đây tôi sẽ phải mở file Excel lên để tôi sửa cái này đúng không ạ? Cái này có Excel không nhỉ? Có Excel 2016 đi ạ. Tôi sẽ mở cái file danh sách kia lên và tôi sửa nó thành 10 học viên của 3 lớp. Đúng không ạ? Nhà thì các bạn tự tạo nhé. Biểu 3 này. Rồi, bây giờ tôi sẽ có 10 học viên của 3 lớp đúng không ạ? Tôi sẽ xóa bớt 10 bạn ở dưới này đi. Rồi. Đúng không? À xin lỗi, tôi có xóa vội. Tôi sẽ phát sinh thêm một cái cột nữa ở đây là họ tên cha mẹ và họ tên học sinh. Đây là họ tên, họ tên học sinh đi, họ tên cha mẹ như này nhé. Mình sẽ copy 10 bạn ở bên dưới này lên thành họ tên của học sinh các bạn. Đó, mình sẽ cách xào nấu chứ đúng không? Rồi giờ mình sẽ xóa đi. Ví dụ như thế, mình tạm thời như thế nha. Mình sẽ lấy hai cái cột đấy thôi. Còn những cái cột thông tin còn lại thì các bạn tự làm nhé. Những cột thông tin còn lại thì các bạn tự làm. Bây giờ mình sẽ xóa cái này đi. Mình sẽ không dùng. Mình chỉ dùng họ tên học sinh thôi, tên cha mẹ thôi. Còn các cột còn lại như là hàng ngày họp địa điểm, họp họ tên giáo viên chủ nhiệm. Rồi thì các bạn tự làm thêm nhé. Mình đang lấy ví dụ mà. Mình sẽ dừng ở đây. Rồi. Bây giờ mình bật cái giấy mời lên này. Mình sẽ tiến hành trộn thư. Mình sẽ tiến hành trộn thư. Mình sẽ tiến hành trộn thư. Mình sẽ vào mailing. Trộn thư này. Đấy ạ, mình cũng chọn nguồn. Mình sẽ chọn nguồn đến đúng cái thư mục BT4 này. Đây, danh sách của mình đây. Cái danh sách này nó mới có mỗi 2 cột. Các cột còn chưa có thì các bạn sẽ bổ sung ở nhà. Đây, edit. Rồi, thấy rồi. Họ tên phụ huynh, họ tên học sinh bây giờ các bạn nhé. Đúng không ạ? Kính mời ông bà này. Mình sẽ điền họ tên phụ huynh vào. Đúng không ạ? Phụ huynh của em nào này.
thì mình sẽ điền vào tên học sinh này. Các cái cột lại thì các bạn điền sau nha các bạn. Đây. Như vậy là xong rồi, đúng không ạ? Kết thúc thì mình chỉ việc chọn review ở đây, chúng ta nhìn xem là chúng ta đã chọn được đúng thông tin chưa. Đó, kết thúc. Chúng ta sẽ lưu là giấy mời hoàn thiện. Chúng ta sẽ click vào đây. Chúng ta sẽ có thông tin của 10 bạn học sinh. Đúng không? Chúng ta sẽ nhỏ lại. Đó. Đó, chúng ta quan sát thấy là có 10 học sinh. 10 học sinh tương ứng với 10 cái giấy mời. Chúng ta sẽ lưu cái file này vào. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập số 4 nha các bạn. Chúng ta lưu nó vào. À, bài tập 4. Giấy mời hoàn thiện. Đó, là xong. Tôi xin kết thúc cái phần trình bày phần 5 ở đây. Rất mong là các bạn sau khi xem xong video clip này thì các bạn có thể hoàn toàn tự tin khi gặp phải những cái bài toán liên quan đến trộm thư. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.